bạn quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với mini game mini world. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái mini game có tên là đại chiến quả dại. Đó. Thì xem nào, mình sẽ phải đào những cái block quặng này, sau đó thì đổi lấy những cái quả dại các bạn ạ. Ủa, à đây có túi may mắn rồi. Rõ ràng là vừa nãy nhìn thấy túi may mắn mà. Đấy, chúng ta sẽ đào được những cái quặng Horat này. Rồi sau đó chúng ta sẽ đổi ra những cái quả dại này các bạn nhá. Đấy, quả dại này thì sẽ có thể là nâng cấp cúp. Ui, nhưng mà lại đổi được ra hai túi may mắn à. Ngon. Thử nha, mình sẽ mở luôn hai túi may mắn các bạn. Úi giời. Thôi bạn này cho mình quả dại luôn này. Rồi thế này là ui, tính ra là không cần đào mà cứ mở quả dại là tính tiền luôn đây. Trời ơi. Này. Cứ mở túi may mắn lại được. Ui, tỷ lệ ra. Ui, tỷ lệ lỗ ít lắm các bạn ơi. Ui, đây còn có cúp cầu vồng này, kiếm super cầu vồng này. Wow, ghê vậy. Giỏi luôn. Thế là chúng ta sẽ có hai cách. Đó là một là chúng ta sẽ mở túi may mắn. Ui, cái gì đấy. Chúng ta sẽ mở túi may mắn. Hai là chúng ta sẽ phải đi đào. Okay. Có sự lựa chọn các bạn ạ. Có một sự lựa chọn. Rồi, cúp đá này, cúp sắt này, cúp vàng này. Mình sẽ nâng cấp mắc cúp nhanh thôi các bạn ơi. Với cái gọi là, trời ơi, với cái trình độ gọi là mở túi thì ui, cái này cúp này lại là... À đây, cúp này có kỹ năng các bạn. Wow. Rồi chúng ta sẽ đào những cái đá quặng đầu mặt trăng này. Hình như sau đó lại nâng cấp lên quặng Horat. Sau đó thì mới có thể là nâng cấp được cái ui ôi, dùng nhàm lava nó cháy kêu xèo xèo cả. À đây nó bị ở đây à. Đấy, sau đó chúng ta lại đây, chúng ta sẽ nâng cấp lên quặng đồng Horat. Ui, 2380 quặng đồng Horat ạ. Wow. Trời ơi, thế này đào một lần thôi mà dùng cả đời luôn thế. Ui ôi, ghê thực sự. Rồi, chúng ta lại chế ra quả dại các bạn. Ui, nhiều dã man luôn đấy. Rồi, thế mình nghĩ rằng là đây nó chế đồ chắc là đơn giản lắm luôn ấy. Đó, xem nào, lên được cái cúp gì, cúp dung nham à. Chúng ta sẽ cần thêm một cái cúp dung nham nữa. Wow, xịn sò con bò phết nhờ. Kể ra nâng cấp đồ VIP ở đây nó cũng đơn giản nữa mà. Đây, trả xíu nha, mình sẽ chế tạo mấy cái quả dại này đã. Để chúng ta dọn bớt cái kho đồ đã để chúng ta nâng cấp đồ. Ui, vẫn có này. Để bỏ này đi ra. Đấy, bỏ nốt cái này đi đã. Rồi, đâu, sao nào, mình sẽ chế thêm cái cúp nữa. Nâng cấp lên cái cúp mắc VIP nữa xem nó xịn sò như thế nào. Kim cương này, lục bảo này, dung nham này. Rồi, chúng ta lên cúp lửa nước. Lửa nước và sấm sét là cần cúp vàng phải không? Úi giời ơi, đâu khác có đó các bạn ơi. Cúp vàng phải không? Sấm sét như chúng tôi này. Ui, sát thương cận chiến nhiều ghê đấy các bạn ạ. Ôi, 100 luôn. Rồi, cúp lửa nước thì chúng ta cứ nâng cấp lên mắc lên cúp là... Ôi, tính ra là sát thương cận chiến nó không kém, thua kém như cái kiếm đâu. Ui, trời ơi, đào một cái rồi. Tí nữa mình sử ra test thử xem cái cúp... cúp mình vừa chế nó xem nó đào như thế nào nhá. Xịn sò con bò. Xịn sò con bò rồi các bạn ơi. Đấy, mình còn chế súng được luôn các bạn ạ. Mà chắc từ từ đã. Ui, 2800 bao nhiêu quả dại kìa. Dã man vậy. Trời ơi. Đó, sao nào. Ui, đào một lần thôi mà dùng cả đời. Đúng thật là đào một lần thôi dùng cả đời. Trời ơi, dã man. Lục bảo này, dung nham này, nước biển này. Rồi chúng ta lại nâng cấp lên một cái cúp lửa nước phải không? Ok. Lửa nước thì cần một cái cúp dung nham. Để chế tiếp. Cái này không có chế một cái xong luôn nhỉ? Lục bảo này, dung nham này, rồi. Lửa nước này. Đấy. Ui, lên cúp cầu vồng luôn rồi. Ui, cúp super cầu vồng. Wow. Cần lục bảo vàng, kim cương sắt. Ui, đơn giản nhỉ? Rồi, sắp được cúp VIP nhất rồi các bạn ơi. Sắp được cúp VIP nhất rồi, sau đó mình chế tạo kiếm sau nhá. Đây, đá này, sắt này, lục bảo là cái cần cao nhất này, sau đó kim cương. Ok, vàng, kim cương này, sau đó lại cúp vàng phải không? Đá, sắt, xong rồi vàng, phải không ta? Rồi, còn cúp sắt nữa thôi. Trời ơi, nó lại đơn giản quá nhờ. Đây, cúp đá đây, cúp sắt đây, cúp cầu dòng đây. Cầu dòng với chúng tôi, ui. Xịn sò nha, thử đào xem nào. Úi dồi. Ui, cái này kỹ năng có vẻ nhanh đấy. Ui. Trời ơi, ui. Cái này nó đào theo ấy à, chéo chéo à. Ui. Trời ơi, theo hình chéo các bạn ạ. Không phải là một ô vuông nữa. Ui, cũng được phết nhờ. Không biết là bao nhiêu nhân bao nhiêu nữa. Cái này mình nghĩ là. Ui. Trời
Ôi ôi, đào này đúng thật là, đúng thật là chúng ta, ui quên, đúng thật là chúng ta chỉ cần đào một lần thôi là chế tạo được. Ui bạn này làm gì đấy, bạn này chế tạo cái kiếm à? Ờ mình cũng chế tạo luôn cái kiếm các bạn nha. Cúp thì VIP rồi, cúp này với sức sát thương chỉ đó là 100 thôi, còn cái kiếm nữa là kiếm VIP nữa là ui 170 à. Ghê ta, từ nhá, lấy chế súng đã. Làm gì thì làm, bây giờ mình chế súng cái đã các bạn ạ. Mình chế cái súng đã nhờ. Ờ vứt mấy cái này đi, vứt mấy cái quặng này đi. Đấy, chúng ta bây giờ chúng ta có súng này, chúng ta sẽ súng tiểu liên này, súng tiểu liên và thêm một cái khẩu súng lục là có súng bắn tỉa luôn rồi. Ui súng VIP là cần súng bắn tỉa với súng tiểu liên thôi. Úi dồi, đơn giản quá. Trời ơi, nó lại easy gaming. Chuẩn bị chiến đấu được rồi đấy các bạn ạ. Mình chuẩn bị chiến đấu được rồi. Một cái súng tiểu liên nữa thôi. Súng tiểu liên nữa. Buồn cười nhờ. Súng tiểu liên mình có rồi mà. Súng tiểu liên đây, một súng bắn tỉa đây, tiểu liên mình có rồi. Đùa à? Chết rồi. Có một sự sai trái gì ở đây các bạn ơi? Xem nào. Súng cao bồi này, súng tiểu liên mình có mà. Buồn cười thích nhở, đùa nhau à? Lừa bị bạc. Này các bạn thấy không? Rõ ràng là mình có rất là nhiều súng tiểu liên mà nó không cho mình chế tạo được là sao? Ủa, thế là lừa mình rồi. Bảo cần súng tiểu liên. Trời ơi, mình chế tạo súng tiểu liên mà lại không chế tạo được. Thế là lừa mình rồi. Lừa thật sự rồi. Lừa bịp, không thể tin được. Rồi thôi, chắc là dùng súng bắn tỉa thôi. Các bạn là giả dối các bạn ạ. Chết rồi, rồi nhiều đạn quá rồi. Thế là lừa thật sự rồi ấy. Này, mình chế cái quả dại đã nhá. Làm gì thì làm, chế quả dại xong rồi nâng cấp kiếm. Bực quá mà. Rồi ok, ui phun quả dại luôn ạ. Rồi kiếm gỗ này. Ơi, hỏng rồi. Giờ bây giờ nhặt thế nào, nhặt được cái kiếm gỗ đấy. À đây. Rồi kiếm đá này, sắt này, vàng này, kim cương này, lục bảo này, dung nham này, tình yêu này, bedrock này. Wow, kiếm vàng, kiếm đại dương phải không? Đấy, kiếm vàng đại dương này. Tiếp đến là kiếm sấm sét, cần kiếm vàng và lửa nước phải không? Ok, vàng và lửa nước thì chúng ta cứ chế kiếm lửa nước trước. Kim cương, dung nham. Ui, hết rồi. Hết rồi. Thế thì thôi, từ từ đã. Ui, mình còn nhiều cái quặng đồng Horat này mà. Hình như bạn kia đi chiến đấu rồi đấy. Từ từ nha, bạn ơi chờ mình xíu. Mình chưa sẵn sàng đâu. Tình yêu này, bedrock này. Bedrock rồi, kiếm đại dương. Ui, chết rồi, kiếm lửa nước nữa mà. Nhưng mình chế qua kiếm lửa nước rồi. Ồ, đánh nhau rồi. Đâu, lửa nước rồi, sấm sét đại dương, vàng kim cương dung nham tình yêu, bedrock sấm sét lửa nước đây. Cần kiếm đại dương, kiếm kim cương và kiếm dung nham. Đại dương, kim cương và dung nham phải không? Đại dương đây. Ui kiếm đại dương này. Rồi cần kim cương nữa, vàng kim cương không ta? Để mình xem nào, cái kiếm lửa nước, kiếm lửa nước lục bảo. Quay lắm loại kiếm quá. Ôi chết rồi, mình chế thừa rồi. Bây giờ chế thêm một cái kiếm dung nham nữa các bạn ạ. Chúng ta sẽ cần một cái kiếm dung nham nữa. Rồi ok. Cần một kiếm kim cương này. Nhiều loại kiếm quá. Trời ơi, sự kết hợp của tất cả các loại kiếm vào đây ư. Mình phải nhặt lại cái này đã. Mình phải nhặt lại những cái gì mình vứt đi đã. Cho mấy bạn cái đánh nhau đi các bạn ạ. Tí nữa mình sẽ ra hộ team mình sau. Phải một người chịu hy sinh. Rồi, kim cương đây rồi. Ok, lửa nước này. Úi dồi. Kiếm cầu vồng nè. Kiếm cầu vồng, bây giờ chúng ta chơi kiếm cầu vồng phải không? Sấm sét tình yêu. Kiếm sắt, sấm sét đây, chúng ta sẽ cần thêm một cái kiếm vàng nữa. Đúng là đơn giản. Đấy, mất thời gian chế xíu rồi các bạn ạ. Kiếm vàng này, sấm sét với chúng tôi này. Ai bè cần kiếm lửa nước, tình yêu và kiếm sắt. Ui, mới lên được kiếm cầu vồng à. Xem cái kiếm này có kỹ năng chưa. Ui, kiếm này không có kỹ năng các bạn ơi. Chết dở rồi, lại là lừa nhau rồi. Mình sẽ mở cái túi may mắn nào, xem biết đâu được được đồ xịn. Rồi, 8 cái túi may mắn nha. Lâu lâu mở.
Ủa, tính ra là tỷ lệ ra kiếm cầu vồng ở đây cũng khá là hiếm đấy các bạn ạ, không phải đùa đâu. Trời ơi, mở không ra được cái gì luôn. Các bạn thấy không? Mở đâu phải dễ đâu. Ua, sao bắt được, Ua, sao ơi, có kẻ tấn công kìa. Có kẻ tấn công. Ua, ăn gì khỏe thế. Chạy đi đâu. Ô, sao bắn bạn kia nó không trúng nhở? Buồn cười nhở. Bắn hình như toàn trúng mở lắp thôi. Chết. Ui, khỏe như con lợn luôn. Trời ơi, má ơi, cứu con. Úi, chết cả rồi. Ui, khỏe dã ma luôn các bạn ơi. Wow. Chết cả rồi. Các cao thủ ăn đâu đủ không con thiệt rồi. Ui, trời ơi, súng lởm. Chết tôi rồi. Súng lởm. Các bạn ơi. Toi rồi rồi. Có một sự lởm không hề nhẹ đây rồi. Ok, ui, áo giáp kim cương kìa. Trời ơi, súng lởm rồi. Tôi phải chế cái áo giáp kim cương đã. Không thể chế được. Lại bị ăn hành thế này. Các bạn là mình chưa chế áo giáp, chưa chế đồ kim cương hay đâm ra là bị gõ không trượt phát nào. Rồi, ok. Sao, ra đây. Sao, làm sao, thế nào? Bắn cái gì mới được chứ? Ui, bạn kia cái kiếm gì lửa nước mà mạnh thế nhờ, mình kiếm sấm sét nó không kém phần long trọng đâu mà. Bây giờ bạn ấy ăn cái khỉ ho có gáy gì ghê gớm đấy. Giảm sát thương rơi này, đợi nhá. Mình sẽ ăn cái ui. Tấn công rồi, bạn ấy cầm kiếm lửa nước đấy nhá, không phải kiếm ấy đâu, còn kiếm còn cùi hơn kiếm của mình. Ui, kiếm mình cũng làm dã man. Không thể tin được. Làm thực sự các bạn ạ. Rồi, cho bạn kia chế đi, mình bảo vệ một xíu. Đâu ấy? Thanh niên tin kia rồi. Mua đồ ăn á. Mua đồ ăn nè các bạn ơi. Làm quá rồi. Bật mấy cái này đi. Ui dồi, đống kiếm này. À, bây giờ chúng ta sẽ mua cái lúa mạch này. Ok. Rồi, mình sẽ cố gắng là chế xem nào, chế được cái kiếm VIP thì tốt. Chế cái kiếm super cầu vồng này. Nhưng mà cần kiếm lửa nước. Ui, rất là nhiều kiếm lửa nước để cần ạ. Trời ơi. Mà cái kiếm lửa nước thì các bạn đã biết rằng chế nó mất rất là nhiều. Láo nháo Nhờn nhiều. Trời ơi. Đánh bảo hiền phải không? Chúng ta đánh nhau. Mình đây mình chiến đấu các bạn. Lửa nước này, đại dương này. Lửa nước thì cần cả kiếm đại dương nữa các bạn ạ. Kiếm dung nham nữa. Tôi đi đánh nhau đây. Trời ơi. Giờ này thì chế rất là nhiều thời gian. Chế kiếm này là kiếm viết thứ 3 là được rồi các bạn. Tấn công thôi. Chờ đợi gì em ơi? Chờ đợi gì em ơi? Nhân hiệu. Đâu, định làm cái gì mới được chứ? Ui, chết rồi, thức ăn. Chạy. Úi, né. Đố anh bắn được em. Úi giời. Bắn làm sao được, trời ơi, áo giáp kim cương bắn đạn không xuyên thấu được đâu. Đố anh bắn được em. Đố anh bắn được em. Thế nào. Bắn liền các bạn này, bắn liền, headshot liền. Đố anh bắn được em, chạy. Trời ơi. Chạy. Khó quá các bạn ạ. Thật sự là 2-1 ạ. Ui dồi. Cái gì đấy? Dùng lắm đấm rồi trêu ngươi nhau à? Tấn công rồi. Ăn đồ ăn đã. Ui ôi. Con này đánh cái kiểu gì á? Chết sợ rồi. Bật chức năng gì lên mà ghê vậy? Tấn công.
luôn, trời ơi. Ơ? Ô? Bạn kia ở đâu mà sao? Lão. Ủa sao tự nhiên bạn này ở đây chết nhở? À chắc là hai bạn đánh nhau tự lăn quay ra chết à? Ghê gớm. Chạy thôi. nhảy làm gì em ơi, xạ thủ ở đây, nhảy làm gì mới được chứ, quan trọng là nhảy làm gì. Trời ơi, bắn không trượt phát nào luôn các bạn ơi. Ghê chưa, bắn không trượt phát nào luôn. Đâu rồi này. Đâu rồi, đứng đây. Hello bạn gì ơi, úi dồi. Nhảy. Úi dồi ôi, hết đạn chưa? Nhảy, bắn vào đầu, hai viên rồi. Còn một viên nữa đây. Nhảy đi, đúng rồi. Nhảy như con kangaroo đi, hay nhảy đi. Ui, nhảy cao thế nhờ. Trời ơi, nhảy cao thế nhờ. Ok thì có lẽ rằng là clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Ngày hôm nay thì mình cố gắng để chế được cái kiếm VIP nhưng mà không thể chế được các bạn ạ. Đấy thì nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like như đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên comment đi kiếm bạn phía dưới. Và xin chào gặp lại. Bye bye. Giản nhất nha. Nào, cứ cầm điện thoại lên và làm theo chị nhé. Bước 1, mở trình duyệt web. Bước 2, nhập trang web miniworldgame.com. Bước 3, bấm vào nút Google Play, hoặc các em cũng có thể bấm vào nút Official APK cũng được nhé. Bước 4, bấm vào nút Download. Sau đó, bấm vào file vừa tải xuống, cài đặt. Chờ một tẹo nha, để cho game được tải xuống. Bây giờ thì các em có thể mở game lên, đăng nhập vào tài khoản của mình và chơi là được rồi.